Bạn nào yêu thích một cái form dáng nhìn nó bắt mắt, một cái form dáng y chang như cái dòng Kia Morning nhập, thì đây bên mình mới về một em Kia Morning bản Sport hàng nhập ba cục các bạn nhé. Em này thì sinh năm 2011 và một chiếc xe còn đẹp, và cái giá nó có hợp lý không thì các bạn quan sát cái phần sườn xe bên lái đây các bạn này. Từ cái đường ốp babule cũng như đường chỉ chạy dọc thân xe căng đét các bạn nhé. Và đặc biệt là cái bản nhập ba cục thì các bạn đẩy từ cái mâm này, cái mâm của nó là bô lăng, mâm của nó là mâm lá răng đúc theo xe nhưng nhìn nó hơi vòng lên một chút đó các bạn này. Đấy. Và đặc biệt cái dòng Kia Morning bản Sport đây các bạn để ý này, cái cua lốp của em nó đây đinh đố đếm được từng cái đấy các bạn này, và những cái đường viền babule. Và trước khi đi đến từng phần quan trọng của xe thì mình cũng xin giới thiệu luôn với các bạn chiếc xe này sản xuất năm 2011, điều hòa tự động, không taxi, không khoan đục. Với một cái cửa tiền bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 129 triệu các bạn nhé. 129 triệu cho một em Kia Morning hàng nhập vào cục. Để các bạn có thể là cân đối được luôn giữa cái giá thành cũng như khi xem video, các bạn quan sát cũng như là đánh giá cái chất lượng của xe có xứng đáng cái giá 129 triệu hay không. Giờ bên mình đã thống nhất rồi, tất cả video đều không công khai giá từ đầu video luôn, để các bạn tiện theo dõi và cân đối. Và các bạn quan sát phần đuôi xe của em nó đây, một cái form dáng giống y chang cái hàng nhập nguyên chiếc các bạn nhé. 2011 Kia Morning bản Sport nhập ba cục. Và cái phần sườn xe bên lái cũng vậy đây các bạn này. Một cái form dáng trẻ trung, một cái form dáng được tô điểm lên cái trị giá của xe rất nhiều từ cái đường ốp babule của chân. Và chiếc xe này về phần thân vỏ cam kết các bạn không lỗi các bạn nhé. Những cái đường chỉ chạy dọc thân xe căng đét đây các bạn này, sơn si đồng đều, nó không bị bong chóc lệch màu. Và đặc biệt là các bạn để ý này, những cái đường giáp ranh giữa các cánh là khăng khít liền lạc. Rất mong các bạn khi xem video like và chia sẻ cho kênh của mình. Bác nào có kênh rồi thì thả cho mình xin một trái tim, còn bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình để bên mình liên tục cập nhật những cái mẫu xe mới về gửi tới quý anh chị và các bạn. Đấy, một cái form dáng nhìn rất đẹp đây, đèn là đèn hình hạt xoài các bạn nhé. Và để nói về Kia thì nó là một cái thương hiệu xe cũng như là một tập đoàn xe phổ thông. Và Kia Morning nó là một phân khúc xe bình dân, một cái mẫu xe hạng A được rất nhiều các bạn yêu thích đây. Đấy, và kết thúc phần thân vỏ để các bạn đi đến phần tiếp theo để chúng ta check test xem em nó có xứng đáng cái giá 129 triệu hay không. Và đây các bạn đấy này, từ cái táp ly cánh này. Đấy. Nó y chang như cái dòng nhập các bạn nhé. Từ cái lên đây, nó không khác gì. Nó chỉ khác là hàng nhập ba cục thôi. Xe đã có màn hình Android. Và đặc biệt là điều hòa này, điều hòa tự động các bạn nhé. Từ cái ao ra bao cái áo số nó còn nguyên bản đây các bạn này. Không trong bánh ngoài lái gì, hình ảnh nó nói lên tất cả. Đấy, khi quay video thì mình luôn để cái giá nó luôn từ đầu, nói rõ tình trạng của xe. Ốc nhái bản này chưa chạm ca lê tháo lắp. Và chiếc xe này trần nó là trần 5D các bạn nhé. Nói chung là không phải là vì cái trần mà nó cái xe nó xấu đâu các bạn ạ. Đây nó là cái thẩm mỹ của từng bác. Và hai nữa là xe đã sử dụng nhiều năm rồi, đôi khi là cái trần nó xuống cấp thì bác chủ bác cái thay. Còn các bạn không thích cái trần 5D thì bên mình còn nhiều chiếc là trần zin các bạn nhé. Hyundai Gate còn rất nhiều, i10 cũng còn rất nhiều. Em này nó là một phân khúc xe giá rẻ các bạn nhé, giá nó chỉ có nhô một đồng thôi. Và màu nó là màu xịn các bạn này. Và một chiếc xe không khoan đục các bạn nhé. Cái dòng này là rất hay taxi nhưng chiếc xe này không khoan đục. Keo chỉ thì còn gần như tương đối đầy đủ các bạn nhé. Cam kết vào phần thân vỏ xe nó không bị lỗi. Và đặc biệt là máy nó không bị ngập nước các bạn nhé. Khi bên mình mua mình đã check test rất kỹ rồi. Các bạn mua chiếc xe này về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Và đây các bạn đẩy này, đinh đố này. Đếm được từng cái đinh. Ốc bản này chưa chạm cả lê tháo lắp gì. Và địa chỉ cửa hàng bên mình là mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Rất thuận lợi để các bạn đến với cửa hàng bên mình. Anh em quan tâm cứ alo cho mình theo số hotline mình để phần giới thiệu. Bác nào có kênh rồi thì cứ cho mình xin một trái tim. Đấy, Lưu Mô Linh đây các bạn này. Cái dòng này 4 máy chạy rất phê. Đèn đóm rất đẹp. Và cua lốp bên bên lái cũng như bên phụ đây các bạn này. Đấy, khi quay video mình luôn dùng hình ảnh để thay cho lời nói các bạn nhé.
Và đặc biệt đây các bạn đấy này, không khoan đục. Nói chung là với một cái mẫu xe với khuôn tiền giá nó rất hợp lý. Nhất là các bác mới có bằng hoặc các bác cần xe đi công trình công trường, lấy em này đi thì nó ổn định, đi đường dài không sợ hỏng vặt các bạn. Và cái đồ Kia thì nó rất dễ kiếm, dễ thay. Cửa hàng mình thì còn nhiều xe các bạn ạ, phân khúc từ trên dưới 300h đến xuống dưới 100, mấy chục cũng có các bạn nhé. Matiz sở bác có đầy đủ hết. Và đây các bạn quan sát này, anh em quan tâm cứ alo trực tiếp cho mình, bác nào có nhu cầu sử dụng thì cứ alo trực tiếp để sở hữu em nó các bạn nhé. Xin giới thiệu lại các bạn, em nó sinh năm 2011, điều hòa tự động, không khoan đục, giá 129 triệu. Vẫn còn thương lượng một chút xíu cho các bạn nhé. Đấy, các anh em có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho mình. Và địa chỉ càng bên mình là mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam chỉ có 2 cây số thôi. Đấy các bạn này, màu nó là màu xịn này, không một giọt Matiz các bạn nhé. Và một chiếc xe đẹp xấu các bạn để ý này, từ cái củ máy này quay rất kỹ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những lần phát sóng tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian xem video. Anh em quan tâm đến mẫu xe nào cứ alo trực tiếp cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.